Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em Mỹ về cái đèn LED của hãng The One, mã của nó là DCL050. Thì cái này nó là 300 lumen và 1000 lumen. Thì cái body này từ Mỹ về nha anh em. Này, body này từ Mỹ về. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 150. Em Tùng, cảm ơn anh em. Rồi, em sẽ test cho anh em xem cái đèn từ Mỹ về. Cái đèn này đỡ cho anh em đi quay hoặc là học bài cũng được này, và treo ở trên công trường được ha. Đây, nó là 20V, nó là LED ở dưới này. 20V mắc, hàng này có hàng Mỹ về. Đấy, rồi sử dụng pin 20, rất là sáng ha anh em ha. Nó có hai cấp, một cấp là 300 lumen và một cấp là 1000. Cái này mình đeo, mình treo lên xe rồi đỡ chiếu làm việc ha. Học bài cũng khá là ổn định luôn, học sinh học rất là ok luôn. Cái này, cái tản nhiệt của nó rất là to, trong này tản nhiệt này nhôm rất to đấy. Nó bể ngang tới, nó bể tới 140 độ nha anh em, từ 0 đến 140 độ. Đây ạ, từ 0 đến 140 độ. Rồi, cái đèn này giá của nó là 2 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh cho em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 150. Thì đèn này Mỹ về. Cảm ơn anh em.